Cả nhà ơi, 1 giờ sáng rồi cả nhà, mấy giờ á? Mình sẽ vào thay bìm cho bè các bạn nha, lâu lắm rồi, bây giờ mình làm cho các bạn một cái video này. Các cô chú ơi, cục vàng nhỏ đang ngủ các cô chú này. Lâu rồi các cô chú không thấy em lên sóng, các cô chú có nhớ em không? Xin chào các cô chú nha. Trời ơi, các cô chú xem nó đang ngủ say sưa các cô chú ơi. Mà này, cái bìm này ướt tuyệt luôn các cô chú ạ. Ướt luôn. Ôi ôi, lâu lắm rồi mẹ không có thời gian mà làm luôn á. Dạo này mẹ buôn bán hàng online các cô chú của Hàn Quốc ấy. Thành ra là không có thời gian để làm video cho các cô chú xem luôn ấy. Hôm nay vô đi ngủ thì 1 giờ sáng là bắt đầu mới vào đi ngủ á. Làm hàng cho khách này, ngâm sâm mật ong về gì cho khách ấy. Bây giờ vào thì thầy bìm như này nên là tranh thủ làm cái video cho các cô chú cùng xem các cô chú nha. Ô, bây giờ phải thay bìm cho em thầy là cô chú nha. Ôi trời ơi, được tuyệt luôn các cô chú ơi. Bây giờ mà lau ngược là con dỉ mất luôn các cô chú ạ. Thế mặc cái bìm vào cho có con ngủ cho ngon đi các cô chú ơi. Thì bây giờ mà lau ngược cho con á, sang mái gì là đường nào phải tắm vì bè nhà mình nhá, buổi sang gì là khi nào phải tắm hai anh em mình đi học các cô chú nhá. Các cô chú thông cảm nha, giờ này là bọc nước là em sẽ dì thì tỉnh cái giấc của em ấy, tội em lắm, 1 giờ rồi. Xong rồi các cô chú ạ. Xong rồi các cô chú ơi. Trông nó cực vàng của mẹ. Các cô chú xem ngủ, ngủ say sưa luôn các cô chú ạ. Ngủ say sưa luôn á. Bằng đi một thời gian rồi các cô chú nhỉ, khoảng phải mấy tháng rồi đó. Mẹ bây giờ mới làm lại cái video này cho bé. Vì thời gian gần đây á, mình có làm bán hàng online đồ của Hàn Quốc nhập khẩu sang ấy. Kiểu gia đình mình ở bên Hàn Quốc nữa các bạn, nên là các anh chị em mà gửi từ bên Hàn Quốc sang ấy cho mình dùng ấy. Xong rồi giới thiệu cho các anh chị ở bên cộng đồng người Việt Nam ở bên Thụy Sĩ nữa các bạn, nên là toàn là hàng chính hãng ấy, nên là các anh chị cũng mua để dùng ấy. Thành ra bây giờ mình tham gia kinh doanh nha, bán hàng online nhưng mà hàng nhập khẩu chính hãng luôn các bạn nhé. Nên là ít có thời gian để làm ra những cái video như này cho các bé. 3 tuổi rồi, hơn 3 tuổi rồi nhưng mà ban đêm vẫn phải đóng bìm cả nhà. Và vì ban đêm bé vẫn uống sữa cho nên là đấy, như các bạn thấy đó, cái bìm nặng trịch luôn à. Đêm nào thì mình cũng thay bìm, mỗi tối mình lười làm video thôi. Ok các bạn ơi, cảm ơn các bạn rất là nhiều nha, luôn luôn theo dõi kênh của các bé cũng như kênh của gia đình nhé. Các bạn nhớ là ấn đăng ký kênh Con Lai Thụy Sĩ và kênh Family Federer Cuộc Sống ở Thụy Sĩ các bạn nha, ủng hộ gia đình nhà mình các bạn nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo các bạn nha. Bye bye.